Thật ra thì hiện nay ở Việt Nam mình cái tỷ lệ ung thư rất là cao, và nó được xếp vào hàng thứ 90 đến 91 trong 180 năm cái quốc gia. Thì cái mà xếp hàng đầu chúng ta hay thường gặp đó là cái ung thư gan. Ung thư gan nó chiếm tỷ lệ khoảng từ 14 đến 15% cái tỷ lệ của ung thư. Và ung thư gan thì cho thấy là nếu chúng ta phát hiện sớm thì cái điều trị của nó rất là tốt. Và nó cái ung thư gan hiện nay nó có liên quan rất là nhiều đến cái yếu tố mà bia rượu thuốc của chúng ta. Đó là cái quan trọng. Và đặc biệt là ở các nước đang phát triển mà cái sử dụng lạm dụng bia rượu quá nhiều cũng là một yếu tố gây ung thư gan. Cái thứ hai nữa là nó liên quan đến một cái bệnh lý mà cái tỷ lệ mà mắc phải ở Việt Nam của chúng ta với cái tỷ lệ rất là cao khoảng là 80%, đó là viêm gan siêu vi. Trong đó là có viêm gan siêu vi B hoặc là viêm gan siêu vi C. Và hiện nay thì viêm gan siêu vi C đã có thuốc để điều trị tốt rồi. Còn viêm gan siêu vi B nếu chúng ta khống chế tốt thì chúng ta có thể tránh được những cái biến chứng mà đưa đến đó là ung thư gan.